Nguyên Khôi xin kính chào Tấn Ngộ, quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹm và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin chào Tấn Ngộ quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư có một bạn trẻ nói là cháu là sinh viên học công nghệ thông tin ở Việt Nam. Cháu mới biết chương trình này mới hơn một tuần thì bạn trẻ này nói như thế này là khi cháu đi học đó thì người ta dạy cái môn mà tư tưởng Hồ Chí Minh thì theo ý của bạn trẻ này cái môn này nó vớ vẩn quá vì nó không có làm được cái kết quả gì cả và làm cho đất nước nó tụt hậu hơn thôi. Chẳng hạn như văn hóa sống người Việt thì ngày càng bị nhiều nước khác chê cười. Thì người bạn trẻ đã có thắc mắc là không biết cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, không biết là có môn tư tưởng Ngô Đình Diệm không? Mà nếu mà có thì cháu nghĩ thì chắc là nó khá hơn. Không có nha, thời Việt Nam Cộng Hòa không có cái chuyện đó. Rồi có một bạn trẻ nói là khi mà xem những cái video, những cái chương trình như là Đọc Báo Vẹm và những chương trình mà nói về những cái điều mà không hay của đảng và nhà nước đó, thì bây giờ sao cái số lượng dân phản động nó nhiều quá. Cái người mà đồng tình với đảng á thì nó không có bao nhiêu, mà cái người mà là phản đối đảng thì nhiều quá. Thì cũng hy vọng là bạn trẻ này hy vọng là những người mà cứ vẫn còn mà đi theo tin tưởng vào đảng đó thì cũng sớm ra khỏi bờ mê bến lú để cho mọi người được nhờ. Chúng tôi nghĩ là cái chuyện mà tin tưởng vào đảng thì chắc không còn bao nhiêu đâu, chỉ có quyền là ăn theo đảng thôi. Chứ còn đi theo đảng vì tin tưởng vào đảng chắc không còn đâu thưa quý vị. Có một người bạn trẻ đó là trong gia đình đó, tức là ba của người này có xem chương trình và có nhờ chúng tôi là nói cứ mỗi tuần gửi giùm cho một cái link. Thì chúng tôi không có thời giờ để làm công việc đó, xin quý vị cứ việc vô trên YouTube nhé. YouTube để quý vị tìm thì nó dễ hơn. Rồi có một người hỏi như thế này: các anh cứ nói là đảng của chúng tôi đó là tệ về nhiều mặt như thế thì và Việt Nam Cộng Hòa là thiên đường, thế thì tại sao trong thời Việt Nam Cộng Hòa có người là nuôi dấu cộng sản, nuôi dấu cán bộ đó để cho nên là cộng sản mới thắng Việt Nam Cộng Hòa, để cho các anh bây giờ trở thành những người lưu vong, các anh trả lời giùm cho chúng tôi đó. Thì chúng tôi xin trả lời như thế này: thứ nhất á, đảng tệ về nhiều mặt thì cái này không cần phải nói nữa, ai cũng thấy rồi, bởi vì đã bao nhiêu năm rồi, tâm rồi thời kỳ chiến tranh rồi, hết chiến tranh rồi mà cũng không làm được việc gì cả, đất nước càng ngày càng đi xuống thì điều ai cũng thấy ha. Chúng tôi chưa bao giờ bảo Việt Nam Cộng Hòa là thiên đường cả, trên thế giới này không có nơi nào là thiên đường ha. Thiên đường chỉ có đâu trên trời thôi ha. Chỗ nào người ta cũng phải làm việc để mà sống, và chúng tôi chưa bao giờ nói Việt Nam Cộng Hòa là thiên đường. Chúng tôi chỉ nói rằng Việt Nam Cộng Hòa không phải là khuôn vàng thước ngọc, nhưng ít nhất những cái quyền cơ bản của con người được tôn trọng. Và trên quả địa cầu này chỉ có một nơi người ta gọi là thiên đường là nước Mỹ, mà không phải là thiên đường cho tất cả mọi người, mà thiên đường của trẻ con. Trẻ con ở xứ Mỹ này đang sống trong thiên đường, bởi vì ở xứ Mỹ này người ta tất cả mọi việc ưu tiên cho trẻ con, học hành, ăn uống, quần áo, nghĩa là cái gì cũng ưu tiên cho trẻ con cả. Rồi, bây giờ nói là bây giờ quý vị phải lưu vong, thì chúng tôi xin thưa như thế này: bây giờ Việt Nam Cộng Hòa thua, cái chuyện đó thì ai cũng biết rồi, chúng tôi không nói nữa. Và có những người phải lưu vong, thì bây giờ đảng không có tệ, đảng giỏi. Thì bây giờ đó, chính Việt Nam Cộng Hòa mà còn thua. Thì bây giờ những người lưu vong là tàn dư của Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ mình đừng có thèm để ý tới cái những người lưu vong nữa. Đã lưu vong như vậy rồi, mà tại sao đảng cứ vẫn đi theo? Ngay cả ông chủ tịch nước cũng sang bên này cũng nói cảm ơn Obama lo cho người dân Việt Nam, mà đó toàn là những người lưu vong. Và thưa quý vị, nếu mà đảng không có tệ đó thì thôi, bây giờ đừng có đi ăn mày cái đám lưu vong này nữa. Bây giờ một năm nó bao nhiêu tỷ gửi về cũng toàn là cái đám lưu vong gửi về nha. Thì bây giờ, và rõ ràng nhất là đi vô trong internet á, đọc cái bài của ông Châu Hiển Lý là bộ đội tập kết á, thì để thấy rằng là tại sao cộng sản đi tới đâu thì người ta chạy tới đó, cộng sản đi tới đâu thì người ta chạy tới đó. Nhưng mà nói như vậy thì các người bạn đó cũng nên nghĩ lại xem là chính là đồng chí thủ tướng của mình cũng cho con gái lấy cái đám lưu vong đấy, phải không? Đó. Và cho con đó. Cái qua bên này nó đi theo mấy cái đám lưu vong rất hơi nhiều, có điều càng ngày nó càng nhiều hơn. Thôi bây giờ mình qua chuyện khác, anh còn được không? Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì quý vị biết về vấn đề mà thời tiết bão lụt, thì dân Việt Nam của chúng ta rất là vất vả, rất là khổ, nhất là ở miền Trung đó. Thì bão ở Philippines rồi bây giờ là dự báo là bão sẽ đến Việt Nam nữa. Thì chúng tôi cũng rất là buồn về cái chuyện này, cũng chia sẻ cái nỗi thống khổ của bà con ở trong nước và ở hải ngoại. Có rất nhiều những tổ chức những chương trình văn nghệ hay là những cái buổi gây quỹ để giúp đỡ cho bà con ở trong nước, tức là được chừng nào thì hay chừng đó. Và đó cũng là những người lưu vong đó nha. Đó. Và chỉ mong một điều như thế này là kỳ này là năm nào bão lụt thì cũng có cứu trợ. Thì thôi, thì các ông các bà
nghe lời bà phó chủ tịch nước là thôi đừng có ăn nữa nha. Chỗ nào cũng ăn mà chỗ này chừa ra phải không? Chừa dùm chút đừng ăn, xin mời quý khôi. Chúng tôi thư vừa rồi Hoàng Tuấn trả lời quý vị là thư ở trên email, chúng tôi cũng nhận được thư qua mail, tức là qua bưu điện, có một số những lá thư mà đặc biệt là một số vị đã gửi qua đài SBTN rồi đài SBTN gửi về cho chúng tôi. Xin cảm ơn vị tên là Lâm Thi hoặc là Tâm Thi, thầy giáo Ngô Minh từ Hoàng Trinh Phu, một vị tên là Châu Dương thì gửi từ El Cajon, mấy vị kia thì gửi từ Las Vegas hoặc là Philadelphia. Riêng cái vị mà gửi ở El Cajon ở California đó thì con nói như thế này: lần trước tôi đã nhờ hai anh chuyển lời đề nghị của tôi với chính phủ cộng sản Việt Nam về việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên, chương trình đào bóc vẹn 129. Nay tôi lại nhờ hai anh trả lời cho ông Nguyễn Phú Trọng AK Trọng Lũ về điều ông hoang mang: đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Vị này trả lời bảo ngày xưa đi học tập ấy, thì có một quản giáo nói chế độ cộng sản rất tốt đẹp nhưng phải chờ hàng triệu năm nữa mới thực hiện được. Kể lại như vậy thôi, và cảm ơn tất cả, đa số những vị gửi về qua bưu điện thì có kèm theo đó là những cái bài báo quý vị đã cắt từ những tờ báo của trong nước gửi về cho chúng tôi, cảm ơn quý vị. Nhưng mà bây giờ đa số những bài báo mà chúng tôi sử dụng đều là trên internet thì nó nhanh hơn và báo ở trên internet cũng nhiều hơn, cho nên trừ những cái bài báo vô cùng đặc biệt, những tài liệu mà quý vị nghĩ rằng không ai có được, tình cờ quý vị có được thì gửi cho, còn nếu không thì quý vị cũng không mất công làm chuyện đó, thì chúng tôi nếu mà khi chúng tôi nhận được bài báo của quý vị gửi đó về thời gian tính nó không còn nữa. Mình xin nhưng mà dù sao thì chúng tôi cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ nói chuyện về đời sống và pháp luật ở trong nước nha. Có một cái vụ án cách đây hơn 10 năm, ngày 26 tháng 3 2004 là Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên là bị cáo phạm tội giết người với mức án chung thân. Bị cáo Chấn kêu oan và làm đơn kháng cáo. Nhưng mà sau đó vào ngày 26 và 27 tháng 7 2004 thì Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án tuyên y án sơ thẩm. Bản án đã có hiệu lực pháp luật và bị cáo đã chấp hành bản án, thì sau 10 năm có người đứng ra nhận tội thì người ta mới biết là ông này là bị xử oan. Thế thì cái ông cái chuyện này đang xôn xao trong nước. Và vụ án oan 10 năm, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nói gì? Thì ông Bộ trưởng ông nói như thế này. Bộ trưởng Công an ông nói là quy định và pháp luật tố tụng hình sự của nhà nước ta rất là chặt chẽ, đầy đủ, cụ thể, cho nên nếu để xảy ra oan thì đó là điều rất là đáng tiếc. Nếu tòa án kết luận phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội oan thì phải kịp thời minh oan, khôi phục đầy đủ quyền lợi hợp pháp, bồi thường cho người bị kết tội oan. Tức là ông Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang ông nói như vậy. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn nói đây đó là có cái ông này nữa, là có cái ông Nguyễn Đình Quyền. Ông là phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp. Ông khi người ta hỏi về vụ án này thì đúng ra ở các nước tư bản chúng tôi thấy đó, khi bất cứ cái việc gì mà mình làm không tròn trách nhiệm thì những người có trách nhiệm đứng ra xin lỗi. Và có nhiều người á vì cái sĩ diện và người ta từ chức nữa. Nhưng mà cái ông Nguyễn Đình Quyền này khi người ta hỏi về vụ án oan sai đó thì ông lại nói như thế này. Là cơ quan điều tra Việt Nam thuộc hàng giỏi nhất thế giới. Tức là không trả lời chính vô cái sự việc mà lại nói vòng. Và chúng tôi sẽ trích một vài câu phóng viên hỏi: theo kết quả giám sát gần nhất của Ủy ban Tư pháp, tỷ lệ oan sai là bao nhiêu? Thì ông nói như thế này: rất thấp. Tôi không nhớ con số cụ thể nhưng chỉ là 0.mấy% gì đó. Thưa quý vị, một người có chức có quyền trong ngành tư pháp mà nó là gì đó thì làm sao mà nó chính xác được ha. Rồi người ta hỏi là từ vụ án của ông Chấn đó, ông nghĩ sao về đánh giá năng lực của cơ quan điều tra hiện còn hạn chế khi trọng cung hơn là trọng chứng? Thì ông nói là cơ quan điều tra Việt Nam được coi là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới. Quá trình điều tra của Việt Nam rất nhanh. Khóa trước chúng tôi làm việc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, thì thấy án an ninh quốc gia giết người cướp của ta điều tra rất giỏi vì công cuộc phòng chống tội phạm của ta dựa vào nhân dân. Thế quý vị nói là không có một cái phần nào mà đứng đây chịu trách nhiệm. Và xin lỗi, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Mà tự nhiên lại đưa lên cái là Việt Nam giỏi nhất thế giới. Mà ai đánh giá cái chuyện đó? Nghĩa là ông này phải đổi tên là ông tên là Nguyễn Tự Phong thì đúng hơn. Thưa quý vị, cũng liên quan tới cái chuyện ông Chấn mà hiện nay đang náo động ở trong nước đó, thì chúng tôi có hai bài báo khác như sau. Là bài báo của An ninh Thủ đô với cái nhan đề là sáng tỏ nỗi oan đòi tình không được ra tay giết người. Thì trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Hoàn, trưởng công an xã Nghĩa Trung cho biết chứng kiến cảnh bà Chiến, tức là mẹ của ông Chấn, ốm đau không bị không ít lời đàm tiếu mà vẫn kiên trì đi kêu oan cho chồng, không ít người bày tỏ sự thán phục. Thế cách bà Chiến kêu oan cho chồng như thế nào? Theo bà Chiến, điều khiến bà
xin lỗi, cũng từ đây tất cả những cuộc nói chuyện với người nhà Lý Nguyễn Trung, tức là cái người đích thực, cái người là thủ phạm giết người đó, đều được bà Chiến bí mật ghiêm lại. Về nhà bà Chiến mày mò giáp nối lại các thông tin có được, dần dà chân dung nghi phạm ra tay giết hại chị Hoan được dựng lên. Theo bà Chiến thì điều khiến bà nghi ngờ nhất là sau khi vụ án xảy ra, Trung gần như không còn xuất hiện ở làng Me nữa. Tìm hiểu, bà Chiến biết được hiện nay anh này đã có vợ, có con và đang làm ăn sinh sống ở Đắk Lắk. Tất cả những thông tin quý giá trên được bà Chiến thể hiện trong đơn gửi các cơ quan chức năng. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phối hợp cùng Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao khẩn trương điều tra xác minh, vận động Trung ra đầu thú. Xin lỗi anh, cái quan hệ bà Chiến là... Bà Chiến là vợ của ông Trấn. Dạ vâng. Nhưng mà cái này thì rõ ràng là công an chẳng làm gì cả. Xin lỗi quý vị là chẳng làm được cái chuyện gì cả. Tất cả đó là nhờ cái công của bà Chiến 10 năm trời đi minh oan cho chồng. Và bà ấy đã nộp đơn không biết bao nhiêu nơi khác nhau rồi. Và chính bà ấy là người đi mày mò, đi ghi âm lại rồi ráp nối rồi lấy các dữ kiện vân vân, chứ còn chẳng thấy công an đâu cả. Như vậy thì bà phải làm công an đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng. mà chưa hết, để trả lời cái câu vừa rồi của cái ông Phong gì đó. Không, ông Quyền anh. Ông Quyền gì đó thì như thế này. Đây cũng liên quan tới cái vụ này. Thì đây là cái cách mà làm việc, thì là thảo nào mà nó ra nhanh, kết quả nó rất là có nhanh và thuộc loại là hàng đầu thế giới. Cơ quan điều tra đây. Thưa quý vị, ông Tránh kể tại cơ quan, ông Trấn tức là cái ông mà bị oan á, ông kể rồi. Tại cơ quan điều tra tôi bị ép cung trực tiếp là cán bộ Nguyễn Hữu Tân. Những lúc cán bộ Tân không hỏi thì có cán bộ Trần Nhật Luật ra hỏi, còn cán bộ Tân thì cầm dao đe dọa. Ngược lại những lúc cán bộ Tân hỏi thì cán bộ Luật cầm búa để ép cung tôi. Một hôm cán bộ Luật bảo mày không khai tao cho cái búa này thì mày chết. Thôi thì điều tra kiểu đó thì làm sao mà không hạng nhất thế giới được không ạ? Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là trong y khoa đó thì là có nhân bản kết quả xét nghiệm, thì trong tư pháp và trong về vấn đề luật pháp cũng có nhân bản, những bản án nhân bản, tức là nó có sẵn rồi. Thì bây giờ là một người thì dao, người thì búa. Thế thì có nói không? Không nói là tao búa cho mày đấy. Bảo đảm kết quả nhanh chóng mà trông thấy rõ ràng. Nghĩa là chỉ sáng chiều là có kết quả liền thôi. Mỹ thì nó còn tốn công năm này qua năm khác, đưa vào phòng thí nghiệm để điều tra, để thử nghiệm rồi này kia rồi. Chết cái này, chết cái kia. Còn ở Việt Nam thì rất là nhanh chóng, chỉ cần con dao và cây búa, thế là xong hết. Đơn giản quá. Cái nên là trọng cung hơn trọng chứng. Bây giờ mày làm quan là tao búa cho mày. Chưa kể cái đoạn sau này còn kể cái đoạn mà còn khi là mà ra hiện trường bắt tập. Tập, mặc dù ông không giết người nhưng mà bắt ông phải tập cái cách giết người sao cầm con dao đấy, sao thử sao. Rồi cho người giả. Oh wow. Nhưng mà thưa quý vị, đây cái đoạn này mới lý thú nè. Ông Quyền ông nói là phóng viên hỏi có ý kiến cho rằng vụ án này đang kéo lùi kết quả của quá trình cải cách tư pháp, ông nghĩ sao? Thì ông nói là những oan sai nói như Bộ trưởng Công an là điều rất đáng tiếc, nhưng kết quả của quá trình cải cách tư pháp phải nhìn trên tổng thể, không thể lấy cái cá thể mà đánh giá cả quá trình. Nhờ tiến trình cải cách, ngày hôm nay ai cũng thấy tư pháp đã được dân chủ hơn, công khai hơn, minh bạch hơn, chặt chẽ hơn, đảm bảo quyền con người hơn. Có nghĩa là trước đó đó, bao nhiêu năm từ khi đảng lãnh đạo đó về nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, thì là nó không có dân chủ này, không công khai này, không minh bạch này, và không có quyền con không người, không chặt chẽ, không quyền con người. Cho nên bây giờ mới dân chủ hơn, công khai hơn, minh bạch hơn, chặt chẽ hơn, bảo đảm quyền con người hơn. Chứ còn nếu mà cái bản chất của chế độ, cái bản chất của chế độ là tốt đẹp ha, và cái dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, tức là dân chủ hơn gấp vạn lần tư bản, thì sẽ không có cái màn mà dân chủ hơn, công khai hơn, minh bạch hơn, chặt chẽ hơn và đảm bảo quyền của người hơn. Thứ nhất là không cần phải cho công an sang bên Mỹ để học tập cảnh sát Mỹ làm việc như thế nào, không ạ?